Chỉ với một chiếc ống nhựa, một bình nước cũ cùng một máy sục bể cá, chiếc máy ấp trứng lươn đồng đơn giản mà hiệu quả đã ra đời nhờ óc sáng tạo của anh Lê Thanh Tuấn ở huyện Dồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Gia cảnh nghèo khó, không đất canh tác, dù đi làm thuê, làm mướn thời gian dài, nhưng kinh tế gia đình anh Tuấn vẫn thiếu trước, hụt sau. Khi thấy một số hộ ở xã bỏ trồng lúa chuyển sang nuôi lươn không bùn và đạt hiệu quả, anh Tuấn quyết tâm học hỏi kỹ thuật để thoát nghèo. Tuy nhiên, do ít vốn, con giống lươn giá cao, không đủ khả năng mua con giống tại các trại, anh Tuấn quyết định tự gây tạo đàn lươn bằng cách bắt lươn đồng thuần hóa, đợi sinh sản. Không có tiền đầu tư làm bể nuôi, anh từng dùng ván gỗ tạp thu lượm ngoài vườn về đóng bể, lót bạc nuôi lươn sinh sản từ năm 2021. Rồi mình coi cái hình hài của con lươn á, để coi nó sinh sản được đạt hay không, rồi mình cũng có thử 40-50 con. Thì thử rồi thấy nó đẻ cũng đạt. Rồi thì vậy mình nhân mấy nhân rộng ra, hiện bây giờ cái môi trường của mình là nó 600 con lươn bố mẹ. Nhưng mà nói chung một tuần đó là mình thu vô là khoảng 1.800-2.000 trứng. Quá trình thuần hóa lươn đồng nuôi trong bể bạc khá kỳ công. Đất vơi khoảng 1 tháng, khử vôi và xả phèn, rồi cho vào bồn, cho lục bình, rau, cỏ vào trồng, sao cho giống với môi trường tự nhiên nhất để lươn không bị căng thẳng và sinh trưởng tốt. Khó khăn chưa dừng lại ở chuyện thiếu con giống. Khi lươn chuyển sang giai đoạn sinh sản, anh cần có máy ấp trứng lươn. Thiết bị này có giá trên 500.000 đồng nhưng hiệu quả ấp không cao. Anh Tuấn quyết tâm tự chế máy ấp trứng lươn với giá chưa tới 150.000 đồng từ ống nhựa và máy lọc nước bể cá. Chiếc máy tự chế của anh Tuấn mỗi lần ấp tối đa được 6.000 đến 7.000 trứng lươn. Trứng ấp trong máy nở đều, tỷ lệ đậu cao, ít tốn thời gian so với máy trên thị trường. Lươn giống bắt ở đồng đem về nuôi khoảng 1 năm bắt đầu cho sinh sản. Trứng sau khi được vớt sẽ được vệ sinh, lọc trứng và đổ vào máy ấp. Lươn ấp khoảng 72 đến 80 tiếng sẽ nở, nuôi khoảng 60 ngày có thể xuất bán lươn giống. Bò nhà mình làm bằng bạc, nhưng mà cái bạc nào đừng có chất dầu. Đó là mình thả 4-5 tháng xong rồi mình thấy con lươn này nó phát triển. Rồi mình mới đưa ra những cái bồn nước là không bùn. Mình nuôi thời gian khoảng 5 tháng hoặc 6 tháng nữa. Đó, khi con lươn nó lên bông là nó đã trưởng thành rồi, rồi mình mới đi coi lại cái hình hài của con lươn. Nếu mà con lươn này cơ thể nó có trứng thì mình tiếp tục làm bồn để cho nó đẻ. Thì từ một người khó khăn mà anh đã tìm tòi học hỏi là con giống là tự mà kiếm chứ không có mua. Tôi đánh giá là cái mô hình này bên là nó đến giờ này cũng đạt hiệu quả. Mỗi năm anh Tuấn xuất bán từ 35.000 đến 38.000 lươn giống với giá bán 4.000 đồng một con, đem lại thu nhập trên 150 triệu đồng. Nhờ mô hình này, cuộc sống gia đình anh dần ổn định hơn.